Trong 10 năm qua, thiên tai và biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp ở Việt Nam và đã ảnh hưởng đặc biệt đến những huyện hoặc những tỉnh. Từ cơn bão số 5 năm 2007, sóng to, gió lớn, do là rừng chúng ta là chưa có. Cơn bão số 7 năm 2005 làm cho nhà tôi đây gần ngập hết. Nhà trong cái chốc không nhà bay bùng hết ngói ngói đi. Địa phương đã yêu cầu KE xây dựng một cái dự án về khôi phục và phát triển rừng ngập mặn. Đến năm 2011 với sự hỗ trợ của ASA. Ở rừng ngập mặn có ý nghĩa rất to lớn, bởi vì tại sao KE và các tổ chức quốc tế lại hỗ trợ phát triển rừng ngập mặn? Bởi vì rừng ngập mặn bảo vệ chắn sóng đê biển. Nhưng ở Nga Thủy, tổ chức ASA, KE Pháp hỗ trợ thì đã trồng được hơn 8 hecta và trong tương lai sẽ trồng tiếp khoảng 8 hecta nữa theo kế hoạch là 160 hecta. Nhờ đội KE cho nên là cái sinh sản ra, nó vào đây thì nó sinh sản ra các cái loại hải sản cho bà con để thêm tha đôi ba đồng ấy, để kiếm tiền mua gạo.